Giáo dục đạo đức trong phẩm 4 của Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Bổn nguyện. Phương tiện trong phẩm này là dùng pháp lâm thời nhằm chặn đứng hành vi phi đạo đức của con người, nâng cao nhận thức về việc bảo vệ thiên nhiên thông qua một bản án để giáo dục mang tính răn đe theo kiểu thức này: hãy gây một nhân sẽ gánh lấy một quả. Cuối quyển trung của Kinh Địa Tạng có phẩm: nghiệp cảm của chúng sanh. Ở mục 6 của phẩm này có phân tiết phương tiện giáo hóa. Đây là một phẩm ngắn nhưng chứa nhiều thông tin về tác hại của việc tự mình làm hỏng đạo đức cá nhân và tác hại của việc phá hại môi trường. Trong bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh có thêm cụm từ phương tiện giáo hóa ở đầu phân đoạn, vốn không có trong nguyên tác, nhưng nó được xem là tiêu đề gợi ý, khái quát hóa một tiểu đoạn để người đọc tụng dễ nắm được thông tin. Phương tiện trong phẩm này là dụng pháp lâm thời nhằm chặn đứng hành vi phi đạo đức của con người, nâng cao nhận biết về việc bảo vệ thiên nhiên thông qua một bản án để giáo dục mang tính răn đe theo kiểu thức này: hễ gây một nhân sẽ gánh lấy một quả. Thật ra lý luận về nhân quả hay đủ hơn là nhân duyên quả, nó không phô phát như vậy, nhưng ít ra chúng cũng có một giá trị nhất định. Một từ mà tôi mượn dùng ở đây, khuyến thiện trừng ác, là thích hợp hơn trong trường hợp này. Hạnh nguyện nổi bật của Bồ Tát Địa Tạng: tịnh thần hiếu đạo và tâm nguyện độ tận pháp giới chúng sanh. Một, bảo vệ thực vật. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngày dậy rõ quả báo cùng mê đến chết. Rừng là ngân hàng, cung cấp gỗ là tạo oxy, là nơi cư trú của động vật, là lá chắn gió bão. Việc đốt phá rừng một cách vô tội vạ, thay vì phát hoang nhất định để cải tạo môi trường hoặc vô ý làm cháy rừng, là gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường sống của chúng ta. Việc khai thác rừng trái phép hoặc đốt núi rừng cây cỏ, có thể người đó không cuồng mê đến chết ngay trong hiện tại, nhưng cộng đồng có thể chết dần theo năm tháng. 2. Bảo vệ động vật. Nếu một kẻ buông lung săn bắn, thời ngày dậy gõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Buông lung là hành vi của bất chấp hoặc săn bắn động vật là không được cấp phép. Quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng có thể buông lung săn bắt động vật quý hiếm, có thể dẫn đến ngồi tù. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngày dạy gõ quả báo cốt nhục chia lìa. Đoạn này nói lên chim non là bé thơ còn trong vòng tay mẹ, chúng chưa đủ sự phản về nhất định để đào thoát sự truy bắt của con người. Việc bắt chim non ở bất kỳ quốc gia cũng là hành vi vô nhân đạo, đó là sự săn bắt động vật theo hướng tận diệt. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật, thời ngày dạy gõ quả báo phải tung họ luân hồi thường mạng lẫn nhau. Điều 71 luật chăn nuôi, luật số 32
2018, khoảng 2 và 3 nêu hạn chế gây sợ hãi đau đớn cho vật nuôi. Không đánh đập hành hạ vật nuôi, có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi chế giết mổ. Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Việc dùng nước sôi hay lửa giết hại sinh vật và ngược đãi là tra tấn động vật dã man là hành vi vô nhân đạo. Thay vì phải có biện pháp gây ngất trước khi giết mổ, việc luân hồi thường mạng dẫn nhau lẫn nhau cũng là bản án răn đe nhằm thiếu số hóa việc săn bắt động vật giết hại tràn lan và vô nhân tính. 3. Xây dựng đời sống cộng đồng lành mạnh. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, Ngài dạy gõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc canh ngọng. Nếu kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng già, thời Ngài dạy rõ quả báo mãi trong lời xúc sanh. Người vô minh thì tỉ mỉ thuận và tà kiến, còn người có trí tuệ đi liền với chánh kiến. Họ nhìn sự khác biệt khách quan và đúng bản chất của nó. Hình ảnh tăng ni trong xã hội hiện nay cũng là điều đáng bàn và nhìn lại. Nhưng khía sâu có đốt nhà dột, có nơi người có chánh kiến thì không bao giờ thổi phồng một cá thể u nhọt lên thành một hiện tượng phổ quát. Việc quy mô chụp vô căn cứ và phái quát hóa dội giả thường đi liền cảm xúc cá nhân và ác ý, nhưng thường là họ dễ nhập vai làm nghệ sĩ giỏi ngụy trang với các lớp vỏ xây dựng, nhưng thật ra cào bằng mọi giá thanh tịnh hay nhiễm ô đều úp sọt. 4. Xây dựng đạo đức bản thân, giữ gìn năm giới. Giới 1. Này bốn ông thiên dương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nếu gặp kẻ sát hại lời sanh vật, thời giải rõ quả báo gì ương lụy đời trước mà phải chịu chết yểu. Giới 2. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy gõ quả báo nghèo khổ, khổ sở. Giới 3. Nếu gặp kẻ tà dâm, Ngài dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ bồ câu tuyên ư. Giới thứ 4. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ báo đuôi điếc cắp ngọng. Giới 5, phẩm 8, các vua Diêm La khen ngợi mục sáo, khi sanh nở nên làm lành kiên ác. Phẩm thứ 12, thấy nghe được lợi ích. Mục 8, được trí tuệ. Và mục 10, khỏi hiểm nguy. Những ai chĩa mũi vào kinh Địa Tạng rằng đây là kinh văn phi Phật thuyết, nghe lời nói ấy là Phật tử không nên phiền lòng ngay, là nhanh tay tiếng bảo vệ. Điều đó dẫn tới vũng lầy trách cãi mất thời gian. Nó cũng chẳng hay ho gì cho Phật giáo cũng chúng ta. Nếu cuộc đối thoại này Phật tử tay đôi khép ý thức hệ kinh Phật, không cần ai bảo vệ mà cần hiểu đúng vậy thôi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng.